Chào mừng quý vị đến với chương trình tham vấn chuyên gia của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Trung tâm Tin tức phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thực hiện. Kính thưa quý vị, giáo dục khai phóng (liberal education) là giáo dục nhằm tạo ra con người tự do. Khái niệm này không phải mới được đề cập mà đã xuất hiện từ lâu và trở thành khẩu hiệu, triết lý đào tạo của một số trường đại học. Triết lý giáo dục khai phóng và phát triển bền vững lấy người học làm trung tâm là kim chỉ nam xuyên suốt trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu của trường. Gần đây, các nhà quản lý, các chuyên gia trong và ngoài nước cũng đã bàn đến ý nghĩa của giáo dục khai phóng thông qua các hội thảo. Để hiểu rõ hơn về giáo dục khai phóng trên thế giới và Việt Nam, cũng như việc triển khai mô hình này tại các trường đại học, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với các vị khách mời của chương trình hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu Giáo sư Tiến sĩ Furutamoto, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật, nguyên Phó Giám đốc Thường trực Đại học Tokyo, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Cương, Đại học Tokyo. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Và xin trân trọng giới thiệu Giáo sư Nguyễn Lộc, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Đầu tiên xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Và mở đầu cuộc trao đổi ngày hôm nay xin được hỏi Giáo sư Nguyễn Lộc. Thưa ông có thể giới thiệu một cách tổng quan hơn về giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ cũng như là nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay và thực trạng đào tạo nguồn nhân lực hiện nay của Việt Nam thì được tiến hành như thế nào ạ? Sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam có thể chia làm 3 giai đoạn lớn. Giai đoạn thứ nhất là từ lúc chúng ta mới thành lập trường đại học đầu tiên cho đến năm 1945 khi Việt Nam đã trở thành nước độc lập. Giai đoạn thứ hai là từ năm 45 đến năm 86, nó đánh dấu cái giai đoạn phát triển rất là mạnh và đến bắt đầu chúng ta có một cái thời kỳ đổi mới năm 86. Và giai đoạn thứ ba là từ năm 86, thời kỳ đổi mới cho đến ngày nay. Thì năm 1976 có thể coi là cái năm sinh ra nền giáo dục đại học của Việt Nam nói chung và đánh dấu bằng sự thành lập của Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam theo mô hình của phương Đông tại Thăng Long, cùng với các cái môn rất là nổi tiếng đó là Tứ Thư Ngũ Kinh. Đến năm 1904 thì bắt đầu đánh dấu cái sự ảnh hưởng của giáo dục đại học phương Tây bằng cái việc thành lập trường cao đẳng y khoa của Việt Nam. Và sau đó năm 1943 chúng ta có học viện Đông Dương ở Việt Nam, học viện đại học Đông Dương ở Việt Nam. Giai đoạn từ năm 54 cho đến năm 86 thì hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam, từ năm 45 cho đến năm 86, hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam được phát triển mạnh và chủ yếu là theo mô hình của Liên Xô với các cái trường đại học đơn ngành chuyên nghiệp. Từ năm 86 cho đến nay thì cái sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam đã được ảnh hưởng bởi nhiều các cái đổi mới từ các nền giáo dục đại học tân tiến trên thế giới. Ví dụ như vấn đề thành lập các trường đại học đa ngành, vấn đề về áp dụng tín chỉ, vấn đề về quản lý chất lượng và các cái nội dung khác. Cho đến nay thì giáo dục Việt Nam, Đại học Việt Nam bao gồm 235 trường cùng với hơn 73.000 giảng viên và thu hút gần 1.800.000 sinh viên đến học. Vì đánh giá về cái sự phát triển của giáo dục Đại học Việt Nam hiện nay thì chúng ta có thể thấy rằng là mặc dù có những cái đóng góp rất quan trọng cho cái sự phát triển và thành công của nền kinh tế xã hội của đất nước, song nhìn chung giáo dục đại học Việt Nam còn gặp nhiều thách thức. Cái thứ nhất là đánh giá chung cho thấy là cái chất lượng giáo dục đào tạo chưa cao, cái chưa đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp cũng như xã hội về số lượng và chất lượng. Các trường đại học của Việt Nam chúng ta có cái xếp hạng thấp trong các xếp hạng của quốc tế. Số lượng tốt nghiệp đại học có cái tỷ trọng rất là cao, những bất cập và yếu kém bộc lộ ngày càng rõ và dẫn đến cái việc là xã hội là có những cái lo ngại lớn và thậm chí là còn bức xúc. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới thì chất lượng nguồn lực của Việt Nam hiện giáo dục đại học, nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay chỉ đạt khoảng 3,4 trên 10 điểm, trong khi đó ví dụ như của Hàn Quốc là gần 7 điểm, của Ấn Độ là phải 5,8 điểm hoặc là của Malaysia cũng rất là cao. Và cái
các đánh giá chung ấy là cái lực lượng lao động của chúng ta là yếu về chất lượng, thiếu năng động, thiếu sáng tạo và có cái phong cách và tác phong công nghiệp là không cao, và cái sự chênh lệch giữa trình độ và chất lượng của nguồn nhân lực của chúng ta là thấp so với khu vực. Trong cái khảo sát 12 nước gần đây trong khu vực ấy, thì cái xếp hạng về chất lượng nhân lực của Việt Nam chỉ xếp thứ 11 thôi, tức là gần như là cuối cùng. Xin thưa giáo sư Furuta, thì là một người đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm ở những cơ sở đào tạo tại Nhật Bản, thì ông có thể chia sẻ kinh nghiệm giáo dục của Nhật Bản cũng như là các mô hình đào tạo mà Nhật Bản đang áp dụng hiện nay, đặc biệt là đối với mô hình giáo dục khai phóng ạ? Tại Nhật Bản, trước chiến tranh thế giới thứ hai, thì giáo dục đại học thì tập trung vào đào tạo chuyên môn hẹp. Và nhưng tối sau chiến tranh thứ hai, thì nhiều trường đại học công lập Nhật Bản áp dụng mô hình đào tạo chính quy 4 năm và 2 năm đầu học chương trình đại cương và 2 năm sau học chương trình chuyên môn. Tuy nhiên, cho đến thập niên 1990, thì giáo dục đại cương ở các trường đại học Nhật Bản đã bộc lộ một số khuyết điểm. Và thứ nhất, thì Bộ Giáo dục Nhật Bản ban hành quy định cứng đối với các môn cơ sở nhân văn, xã hội, tự nhiên. Áp dụng quy định này đối với tất cả các trường đại học, và quy định này rất cứng rắn, không cho phép các trường đại học tự mình sáng tạo những môn học phù hợp với thị hiếu sinh viên của trường mình. Thứ hai, thì tên gọi nhiều môn đại cương thì không khác xa mấy tên gọi các môn học trong giai đoạn phổ thông trung học, và đánh mất sức hấp dẫn đối với sinh viên. Và thứ ba, thì các giảng viên phụ trách chương trình đại cương bị coi là giảng viên đại học hành nghề và không có cơ chế khuyến khích họ phải phát huy năng lực của mình. Và những năm đầu thập niên 1990, khi Bộ Giáo dục Nhật Bản quy bộ quy định cứng về giáo dục đại cương, thì đại bộ phận các trường đại học Nhật Bản, ngoài trừ Đại học Tokyo, thì đã giải thể giai đoạn đại cương của mình. Và đây là nguyên nhân gây nên nhận thức của không ít người nước ngoài cho rằng là mô hình giáo dục đại cương ở Nhật Bản đã bị thất bại. Và lúc đó thì chỉ riêng Đại học Tokyo vẫn duy trì trường đại cương của mình. Và ưu điểm của mô hình Đại học Tokyo là có trường đại cương tự chủ, không lệ thuộc vào chuyên môn, nên xây dựng được chương trình đại cương một cách có hệ thống. Và trường đại cương Đại học Tokyo thì có đặc điểm là chương trình chuyên môn dành cho sinh viên năm thứ ba và thứ tư bậc đại học và khoa sau đại học riêng của mình, nên xây dựng được đội ngũ giảng viên chất lượng cao mà tránh khỏi được tình trạng giảng viên trường đại cương bị coi là giảng viên hành nghề. Bên cạnh đó thì Đại học Tokyo có cơ chế tiếng Anh gọi là late specialization, là tức là sinh viên bậc đại học lựa chọn ngành và chuyên ngành sau giai đoạn giáo dục đại cương. Và trong giai đoạn 2 năm đầu thì tất cả sinh viên đại học thuộc trường đại cương và học chung khung chương trình giáo dục đại cương, nhưng có sự khác biệt về số tín chỉ và số học phần bắt buộc và số học phần tự chọn bố trí cho sinh viên học các định hướng
ngành khác nhau. Xin cảm ơn giáo sư Furuta. Và có thể thấy là hiện nay thì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã mang lại nhiều cơ hội và thách thức. Vậy thì thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, công tác đào tạo của các cơ sở đào tạo trong bối cảnh hiện nay, trong giai đoạn này sẽ cần phải có những sự thay đổi như thế nào để có thể thích nghi được với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này ạ? Vâng, hiện nay thì xã hội Việt Nam và thế giới có rất nhiều thay đổi lớn. Trong đó có một cái việc mà nổi bật cộm lên, tức là nền công nghiệp lần thứ tư đã không phải chỉ lan tỏa ở các nước tiên tiến trên thế giới mà đã sâu rộng sang lan tỏa sang Việt Nam thông qua các nhà đầu tư quốc tế và nước ngoài. Thì hiện nay thì trường Nguyễn Tất Thành vinh dự là một trường được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh thời thanh niên. Do đó thì trường Đại học Nguyễn Tất Thành ngay từ đầu khi thành lập thì đã thừa kế cái triết lý giáo dục của Bác từ năm 1945, mà chúng tôi suy ngẫm lại cái trao đổi với giáo sư Furuta của hiệu trưởng trường Đại học Nhật Bản và giáo sư Lộc đã trao đổi, thì chúng tôi đã thừa kế được cái giá trị tinh hoa của triết lý giáo dục của Hồ Chí Minh năm 1945. Đó là một triết lý rất sâu sắc và có tầm nhìn, có cái nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cho giáo dục Việt Nam. Và chúng tôi đã kiên trì mục tiêu đó và thấm nhuần tất cả cán bộ, nhân viên, giảng viên, học sinh, sinh viên trường Nguyễn Thành đã rất là hiểu rõ cái triết lý của Bác thời bấy giờ. Và cái cuộc cách mạng 4.0 đã làm cho chúng tôi cùng với các cơ sở giáo dục Việt Nam phải có một cái nhìn tích cực để nắm bắt, để thay đổi cách dạy và cách học, thực hiện cái sứ mạng của mình. Thì nhiệm vụ của trường Đại học Nguyễn Thành và các đại học khác trên thế giới đã phải tạo ra cái chương trình đào tạo cho những một loạt cái nghề nghiệp mới của cuộc cách mạng 4.0. Và đến bây giờ thì cái giáo dục khai phóng của Nhật Bản đã tạo cho Nhật Bản trở thành một cường quốc đứng thứ hai trên thế giới. Và tôi nhìn lại thấy năm con rồng châu Á phát triển cũng nhờ cái giáo dục nền tảng từ giáo dục khai phóng. Và qua đó thì trường chúng tôi trong nhiều năm qua cũng đã kết hợp với nhiều trường đại học lớn trong nước và quốc tế, tổ chức nhiều cái hội thảo để mình giải quyết những vấn đề của một xã hội hiện đại. Xã hội hiện đại sắp tới đây thì chính phủ Việt Nam đã đưa ra một cái chương trình đổi mới căn bản giáo dục Việt Nam mà chúng tôi đang rất là tích cực thực hiện. Đó là có 10 chữ đổi mới căn bản giáo dục Việt Nam thông qua cái việc chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Thì đến nay là chúng tôi đã thành lập nhiều nhóm nghiên cứu để làm sao soạn thảo những chương trình đáp ứng được cái yêu cầu mà đổi mới giáo dục truyền thống của Việt Nam. Và đổi mới giáo dục truyền thống này nói như là đổi là một cuộc cách mạng. Nếu mà có cách mạng 4.0 thì cũng phải có cách mạng về giáo dục 4.0. Và cuộc cách mạng giáo dục 4.0 này nó phục vụ cho cái mục tiêu nền tảng phát triển bền vững kinh tế xã hội của Việt Nam hội nhập vào cái kinh tế toàn cầu. Và chúng tôi rất vui là chúng tôi đã bước đầu là tiếp cận theo giống như là cái tinh thần mà giáo sư Furuta đã trao đổi. Thì chúng tôi thấy là Đại học Việt Nam vì cái sứ mạng của mình là đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cái nhân lực cho nền công nghiệp 4.0. Thì trước đây muốn gì thì gì thì các trường đại học là nơi đào tạo tinh hoa, tri thức hóa nguồn nhân lực. Và chúng tôi đã tạo dựng một môi trường học tập tích cực cho học sinh sinh viên thông qua cái trải nghiệm thực tế để cho học sinh sinh viên có liên minh chiến lược với các doanh nghiệp để tạo ra hệ sinh thái với các doanh nghiệp và học sinh sinh viên có thể phát huy cái năng lực tự chủ của mình, tự học và tinh thần hiếu học, sáng tạo, khởi nghiệp để cho học sinh sinh viên có nền tảng của 4 khối kiến thức. Đó là những cái kiến thức về tự nhiên, kiến thức về xã hội, kiến thức về công nghệ, kiến thức về kinh tế. Và giống như là Đại học Việt Nhật đã trao đổi thì chúng tôi đang mong muốn là những cái khối kiến thức này đang tích hợp để khắc phục những cái giáo dục bao cấp trước đây về chuyên ngành, chuyên môn hẹp cho các học sinh sinh viên của Nguyễn Tất Thành và các thầy cô giáo làm quen với việc là hợp tác cộng lại với nhau để tích hợp cái chương trình
đào tạo chuyên ngành để tạo cho các em một cái giá trị. Giá trị đó tạo ra sự phát triển về tư duy, độc lập, tư duy phản biện và một chuỗi năng lực về chuyên môn hẹp, để sau này các em ra trường những năm giáo dục tổng quan, giáo dục khai phóng thì các em có những chuyên môn hẹp. Nhưng mà thế giới luôn luôn thay đổi thì cái chuyên môn hẹp đấy các em lại có thể tự sáng tạo, có những tư duy sáng tạo và tư duy khởi nghiệp. Thì chúng tôi lập tức là thành lập một bộ môn để đào tạo tư duy sáng tạo, ươm tạo và khởi nghiệp. Đó là một trong những cái nhiệm vụ mà thực thi cái chương trình nó tiếp cận gần giống với giáo dục khai phóng. Chúng tôi gọi là giáo dục tổng quan. Thì cái giáo dục tổng quan của bọn tôi thì sau khi hợp tác với Việt Nhật thì chúng tôi sẽ đưa đổi cái tên thành những bộ môn giáo dục khai phóng. Mà không phải giáo dục khai phóng thành một bộ môn riêng, mà nó sẽ đưa vào hợp tác thành những cái chương trình gọi là hội thảo, để cho tất cả lan tỏa sang cái giáo dục khai phóng này, tạo động lực, truyền lửa, truyền cảm hứng cho sinh viên, để sinh viên sẽ nâng cao cái năng lực tự chủ của mình trong cái việc mà có cái tư duy độc lập, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, để tự mình có thể tạo việc làm cho học sinh sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp, và học sinh sinh viên có thể tạo ra những doanh nghiệp. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Và có thể thấy là hiện nay thì một số trường đại học tại Việt Nam cũng đã áp dụng và triển khai mô hình giáo dục khai phóng. Vậy thì thưa giáo sư Furuta, là ông có thể cho biết là trường đại học Việt Nhật cụ thể tại đây thì đã triển khai mô hình này như thế nào ạ? Triết lý giáo dục khai phóng tại trường đại học Việt Nhật thì đã được tham khảo từ mô hình giáo dục khai phóng của Nhật Bản, nhưng được áp dụng một cách phù hợp với môi trường thực tiễn tại Việt Nam. Và triết lý giáo dục khai phóng tại trường chúng tôi thì đã tập trung vào hai điểm chính. Thứ nhất là lấy người học làm trung tâm, có nghĩa là người học được làm chủ quá trình học tập của mình. Và theo đó, tại trường Đại học Việt Nhật, người học được khuyến khích phát triển tính chủ động và độc lập. Hiện nay thì đối với xã hội loài người nói chung và đối với Việt Nam hay Nhật Bản nói riêng, việc tìm kiếm sự phát triển bền vững chính là vấn đề căn cốt. Và chính khoa học bền vững là ngành khoa học yêu cầu sự tích hợp và liên kết nhiều lĩnh vực từ khoa học xã hội đến khoa học tự nhiên, và nhằm hướng tới một xã hội bền vững. Và đây cũng chính là ngành khoa học sẽ đem lại một tầm nhìn rộng không thể thiếu cho những nhà lãnh đạo của thế kỷ 21. Và VJU mong muốn các học viên của Đại học Việt Nhật không chỉ nắm bắt được các kiến thức chuyên sâu, mà còn chia sẻ được tầm nhìn rộng của khoa học bền vững. Và với ý tưởng như vậy, thì trong chương trình thạc sĩ của trường Đại học Việt Nhật thì có hai môn bắt buộc về khoa học bền vững chung cho tất cả các chương trình thạc sĩ. Và trường Đại học Việt Nhật thì có kế hoạch một chương trình đào tạo bậc đại học vào năm 2019. Và lúc đó thì chúng tôi sẽ áp dụng triết lý giáo dục khai phóng một cách hệ thống hơn. Và cụ thể là áp dụng mô hình late specialization, tức là sinh viên sẽ học chung giai đoạn giáo dục đại cương với những kiến thức tổng hợp mang tính nền tảng, và sau đó sẽ học chuyên sâu theo chuyên ngành mà mình lựa chọn. Dạ vâng, xin được cảm ơn giáo sư Furuta. Và thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, như lúc nãy thầy cũng vừa đề cập là trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng đang mong muốn triển khai mô hình giáo dục khai phóng thông qua việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Việt Nhật. Và thầy có thể cho biết là việc hợp tác thì sẽ mang lại những cái ý nghĩa cụ thể như thế nào cho trường Nguyễn Tất Thành trong việc triển khai mô hình giáo dục này ạ? Vâng, chúng tôi rất ấn tượng với cái tinh thần làm việc và hợp tác
rất là tích cực của trường đại học Việt Nhật, và đứng đầu là giáo sư Furuta Moto, hiệu trưởng trường đại học Việt Nhật. Với cái tinh thần đó thì chúng tôi đã được nhận được sự đỡ đầu của trường đại học Việt Nhật, và với cái kinh nghiệm và với cái tâm huyết, với sự gọi là thể hiện cái trách nhiệm giúp đỡ các trường đại học Việt Nam, thì chúng tôi đã trong một thời gian ngắn thì dưới sự giới thiệu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, và chúng tôi đã gặp gỡ nhau, và cái tinh thần rất tích cực là Đại học Tokyo, Đại học Tokyo mà nguyên là trường cũ của giáo sư gọi là Furuta đã mang cái tâm huyết đó về cho trường Đại học Việt Nhật. Thì chúng tôi thông qua cái hợp tác đó thì chúng tôi được đứng cạnh một cái người khổng lồ, mạnh hơn là trường Đại học Việt Nhật, là một trong trường mà được chính phủ Việt Nam ưu đãi để mở ra tại Việt Nam. Và từ đó thì chúng tôi được tiếp cận với các trường đại học hàng đầu danh tiếng của Nhật Bản, và các trường đại học này sẽ là cánh tay nối dài giúp cho trường đại học Nguyễn Tất Thành tiếp cận với chương trình giáo dục khai phóng. Và giáo dục khai phóng đã ngoài ra thì còn có thể đưa các cái chương trình tiên tiến của các đại học Nhật Bản. Và không phải, giáo sư Furuta chia sẻ là thông qua Đại học Việt Nhật thì còn có nhiều trường đại học quốc tế khác ở các quốc gia khác cùng hợp tác với các trường đại học Nhật Bản và với Đại học Việt Nhật để làm sao mà đưa được các cái chương trình nghiên cứu khoa học thành những nhóm nghiên cứu khoa học chung của Nguyễn Tất Thành, với cái chương trình nghiên cứu để giải quyết những vấn đề mà thách thức của toàn cầu đang cùng nhau để giải quyết, để làm sao mà ra được một xã hội phát triển bền vững như là giáo sư Furuta đã trao đổi. Thì tôi thấy đây là một cái cơ hội rất lớn để tạo điều kiện cho Nguyễn Tất Thành hội nhập vào chương trình hội nhập quốc tế trong quá trình hình thành phát triển của Đại học Nguyễn Tất Thành. Và đây cũng là một cái việc làm để cho Nguyễn Tất Thành thực hiện được cái di chúc của Bác, cũng như là cái triết lý giáo dục của Bác. Bác đã nói ngay từ đầu là phải trở thành những con người vì Tổ quốc Việt Nam và vì nhân loại, ngay cái câu triết lý giáo dục của Bác. Thì chúng tôi mong muốn là cái hợp tác với trường Đại học Việt Nhật thì nó sẽ đi đến cái hợp tác rất cụ thể và chương trình hành động rất cụ thể của giáo sư Furuta Moto đã đưa cho chúng tôi những cái gọi là cái hoạt động sau khi ký kết cái biên bản hợp tác này. Thì chúng tôi sẽ có những bước là trao đổi giáo viên và trao đổi những cái chương trình nghiên cứu khoa học chung, và có thể giải quyết những vấn đề mà Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam đang cùng giải quyết, như vấn đề gọi là an toàn thực phẩm, biến đổi khí hậu, ách tắc giao thông, rồi những cái vấn đề mà hội nhập toàn cầu, để làm sao mà có cái chuỗi giá trị toàn cầu mà người Việt Nam mình là trở thành những con người mà đã thành công, như là Đặng Thái Sơn về âm nhạc, như là Ngô Bảo Châu về toán học, và những con người khác về tinh thần và ý chí của Việt Nam là luôn luôn có một cái sức mạnh để góp phần xây dựng Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam châu, như là chúng ta thấy hình ảnh ý chí và cái giáo dục khai phóng của Việt Nam được bắt đầu thì sẽ làm chấp cánh những ước mơ cho Việt Nam trở thành những người công dân Việt Nam, trở thành những người chủ tương lai của đất nước. Và chúng ta nhìn thấy gần đây là đội đá bóng U23 cũng đã thể hiện một tinh thần giáo dục khai phóng để cho các em tự tôn dân tộc và tất cả vì Tổ quốc Việt Nam. Và Bác Hồ đã nói từ thời xưa trong triết lý giáo dục của mình là tất cả vì Tổ quốc, vì nhân loại. Do đó thì tôi nghĩ rằng là cái giáo dục khai phóng mà được Đại học Việt Nhật, người đứng đầu là giáo sư Furuta Moto, sẽ còn nhiều cái chương trình hợp tác tích cực nữa và thiết thực nữa để trường Đại học Nguyễn Tất Thành có thể nhận được sự hỗ trợ đó. Thì chúng tôi đã có những cái nhóm làm việc trực tiếp mà sẽ ra Hà Nội để cùng làm việc với các phòng ban, các khoa của Đại học Việt Nhật. Và tiến tới cái sáng kiến của Đại học Việt Nhật là có những khoa chung nhau, trưởng khoa chung, gọi là không chính thức về, nhưng mà có thể là thế giới phẳng, từ Hà Nội học giao lưu với nhau bằng Internet, giao lưu với nhau bằng online và e-learning.
thì có thể trao đổi những cái chương trình đào tạo. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Và thưa giáo sư Nguyễn Lộc, có thể thấy là việc triển khai mô hình giáo dục khai phóng thì đòi hỏi rất là nhiều yếu tố và cũng sẽ có nhiều thách thức. Vậy thì thầy có thể chia sẻ những khó khăn cũng như là thuận lợi trong việc áp dụng mô hình giáo dục khai phóng ở Việt Nam, đặc biệt là ở tại trường Nguyễn Tất Thành thông qua việc hợp tác với Đại học Việt Nhật? Ở Việt Nam ấy, là cái tuy chúng ta ở một mức độ nào đó chúng ta chưa đề cập trực tiếp cho đến nay ấy, cái khái niệm giáo dục khai phóng, song theo tôi là giáo dục Đại học Việt Nam đã và đang triển khai nhiều các cái hình thức khác nhau, các cái nội dung khác nhau của giáo dục khai phóng. Trước hết là tôi xin nhắc lại cái nỗ lực đào tạo theo hai giai đoạn vào những năm 90 của Việt Nam mà chúng tôi có thể coi đó là một cái khởi xướng đầu tiên về cái tiếp cận với giáo dục khai phóng, mặc dù không nói đến giáo dục khai phóng. Cụ thể là như tôi nói ở phía trên ấy, là giáo dục đại học của Việt Nam là một thời gian dài là thường là đào tạo chuyên sâu, hẹp, chuyên ngành. Tuy nhiên đến năm 1986 khi mà Việt Nam chúng ta khởi xướng cái quá trình đổi mới và cái cốt lõi của nó là cái sự di chuyển từ cái nền kinh tế mà mang tính chất là kế hoạch hóa tập trung, vai trò nhà nước là chủ đạo, thị trường lao động là cũng được xác định bởi nhà nước, sang một cái cơ chế mới mà chúng ta thường gọi đó là cái cơ chế của cái sự phát triển theo thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì trong cái bối cảnh thay đổi như vậy thì các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục, các nhà giáo mới đặt ra câu hỏi, vậy thì trong bối cảnh đổi mới như vậy thì giáo dục đại học phải thay đổi như thế nào để cho nó phù hợp. Và cũng rất là may trong cái thời gian 1986 khi mà chúng ta bắt đầu có đổi mới và mở cửa thì nhiều nhà khoa học chúng ta có cơ hội để tiếp cận với các cái thành tựu giáo dục đại học của các nước tiên tiến. Và thông qua các cái sự trao đổi đó thì chúng ta mới thấy rằng là cái nguyên nhân chính và cái cần thiết chính để có thể thay đổi cái giáo dục đại học của chúng ta có thể phù hợp với cái quá trình đổi mới đó chính là phải thay đổi cái tiếp cận về đào tạo theo chuyên môn hẹp, ngành hẹp mà tôi cũng có nhắc đến một số các cái nhược điểm ở lúc đầu tôi có nói. Thì sau một thời gian dài ấy, thì sau một thời gian nghiên cứu ấy, thì vào năm 87 thì cái quyết định về đào tạo đại học hai giai đoạn của chúng ta đã ra đời, thay cho cái đào tạo liên tục theo chuyên môn hẹp kéo dài từ 4 cho đến 5, 6 năm. Và cái đào tạo đại học theo hai giai đoạn này ấy, là được áp dụng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của giáo dục đại học của Mỹ, của Nhật, lúc đó chúng ta tiếp xúc với các nhà khoa học của bên họ, và thậm chí cả Thái Lan nữa, cái nơi mà họ cũng theo cái mô hình đó cũng có một thời gian cũng có kinh nghiệm, và đặc biệt là có tham khảo ý kiến chuyên gia của nước Nga bây giờ và Trung Quốc bây giờ. Chúng ta biết là ta theo mô hình của Nga và Trung Quốc, nhưng mà chính lúc đó thì bản thân giáo dục đại học của Nga và Trung Quốc cũng đã bắt đầu thay đổi khi tiếp cận với cái giáo dục đại học của các nước tiên tiến. Một lần nữa xin được cảm ơn ba vị khách mời giáo sư Firita, Phó Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng và giáo sư Nguyễn Lộc đã dành thời gian cho chương trình tham vấn chuyên gia ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thước đo của nền giáo dục khai phóng sẽ là những con người tự do, sáng tạo, toàn diện và quan trọng nhất được các nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế sử dụng. Đó cũng là giải pháp cho bài toán thất nghiệp hiện nay. Nền giáo dục Việt Nam đã sẵn sàng với mô hình giáo dục khai phóng, nhưng vẫn mang tính manh nha, chưa đồng loạt và cụ thể bằng hành động. Kiến thức lý thuyết còn quá nặng nề, thực hành thì gần như rất yếu. Nghề nghiệp sẽ biến đổi theo thời gian, nhưng năng lực con người sẽ còn mãi. Vậy thì yếu tố kỹ năng mới là quyết định chính trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Và chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Mời quý vị theo dõi chương trình Tham vấn chuyên gia được phát sóng vào lúc 15:40 thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV9. Xin được cảm ơn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.